Hey Shin, how are you? Dạ, em khỏe. Tuần này và Hữu nghe thấy là Shin chọn bài hát Anh Vẫn Thấy. Hữu nghĩ là mình làm cái gì khác lạ đi tí. Và Hữu cũng muốn cho Shin một cái thử thách để khán giả nhìn thấy được cái mặt gương mặt mới của Shin. Hữu chắc chắn là Shin nếu mà còn trẻ chắc là thích làm công chúa đúng không? Dạ. Tức là lần này là Hữu sẽ cho Shin ước mơ thành hiện thật, thành hiện thực. Và để có một cái choreography xuất sắc nhất thì Hiếu có một người bạn thân đến ngày hôm nay để giúp Shin và Hiếu cái điệu nhảy đấy. So, I want to introduce you Marion. So, Marion, yes. What did you prepare for us? Something hot. Something hot, okay. Yeah. Can you do that? So you're gonna have to trust him and you're gonna have to trust her. I do trust you. Do you trust him? All right, let's go. Mà với cái phần trình diễn này là Hiếu mong là Shin thể hiện cái bản thân mình hơn nữa để khán giả nhìn thấy được là Shin là ai. Shin cảm thấy phấn khích hơn và chờ đợi đến phần diễn của tối nay. Bạn là ngôi sao Pure Star và đây là ngôi sao của chúng mình và tất cả mọi người hãy chờ đón cuộc biểu diễn của Shin rất là tuyệt vời và vote số 6 cho tất cả chúng mình.